Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Thuận vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp, đề nghị truy tố Tina Dương, tức là Ninh Thị Vân Anh, hay còn gọi là Tina Dương, 28 tuổi, quê huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Theo đó, thì Ninh Thị Vân Anh bị truy tố về hai tội danh gồm có lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Theo điều tra, thì Ninh Thị Vân Anh thuê xe ô tô đến hạn không trả mà còn lừa bán cho người khác để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng và sau đó còn làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe để giao cho người mua xe. Sau khi hoàn tất giai đoạn điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận đã chuyển toàn bộ hồ sơ vật chứng của vụ án kèm theo bản kết luận điều tra đến viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận đề nghị truy tố bị can Ninh Thị Vân Anh về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Theo kết luận điều tra, thì hành vi của đối tượng thể hiện sự coi thường pháp luật, trực tiếp xâm phạm tới quyền sở hữu tài sản hợp pháp của người khác và xâm phạm tới trật tự quản lý hành chính, nên cần phải được xử lý thật nghiêm minh trước pháp luật. Thưa quý vị, xăng dầu vẫn là mặt hàng nóng hiện nay. Dù tối 31 tháng 1 vừa qua, giá xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh sớm hơn 2 ngày, với mức tăng mạnh tới gần 1.000 đồng một lít ở cả hai mặt hàng xăng và dầu. Thế nhưng nhiều doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng này vẫn than khó. Trước vấn đề đang hết sức được quan tâm này, cơ quan quản lý đề xuất sửa khung thuế bảo vệ môi trường với xăng theo hướng giữ mức thuế tối thiểu hiện hành là 1.000 đồng một lít và tăng mức thuế tối đa lên hơn 4.000 đồng một lít. Hiện nay, khung thuế bảo vệ môi trường đối với nhóm xăng dầu mỡ nhờn được quy định đối với xăng trừ ethanol thuế cố định giao động từ 1.000 cho tới 4.000 đồng một lít, nhiên liệu bay là từ 1.000 đến 3.000 đồng một lít, dầu diesel từ 500 đến 2.000 đồng một lít, dầu hỏa, dầu ma rút, dầu nhờn và mỡ nhờn là từ 300 đồng đến 2.000 đồng một kg. Trong dự thảo xây dựng luật Pháp lệnh năm 2024 đang được Bộ Tư pháp hoàn thiện để trình lên Chính phủ. Bộ Tài chính đã đề nghị sửa đổi khung thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn theo hướng mức thuế tối thiểu giữ bằng mức thuế tối thiểu hiện hành, điều chỉnh tăng mức thuế tối đa để tạo dư địa điều chỉnh chính sách khi cần thiết theo yêu cầu quản lý nhà nước. Mức tăng chi tiết chưa được Bộ Tài chính đề cập. Riêng đối với dầu hỏa, cơ quan quản lý đề nghị giữ khung thuế bảo vệ môi trường như hiện hành. Công thức tính giá cơ sở điều hành giá bán lẻ hiện nay gồm có các chi phí kinh doanh, lợi nhuận định mức cho doanh nghiệp đầu mối. Tuy nhiên, từ các đầu mối xuống các thương nhân phân phối, tổng đại lý, đại lý và cửa hàng bán lẻ thì quy định chiết khấu lại khó kiểm soát. Đầu mối có thể đơn phương cắt chiết khấu cũng với lý do bị lỗ bất lợi của các doanh nghiệp bán lẻ là quy định các doanh nghiệp chỉ được lấy hàng từ một nguồn, tức là đầu mối hoặc là thương nhân phân phối, nên rủi ro khi mà nguồn cung ứng gặp trục trặc bị bắt chẹt nếu muốn có hàng để lấy. Những linh vật mèo tự trưng trưng bày trong dịp Tết cổ truyền vừa qua thì đã gây rất nhiều ấn tượng đối với người dân cũng như là du khách về cách tạo hình. Sau Tết thì khá nhiều người thắc mắc rằng là những linh vật được trang trí trên đường phố sẽ được xử lý như thế nào và cách làm tại Đà Nẵng đang nhận được nhiều sự đồng tình, ủng hộ của người dân khi các linh vật sẽ được trao tặng cho các trường mầm non ở vùng nông thôn. Tổng kinh phí trang trí hoa, điện chiếu sáng phục vụ, vụ cho dịp Tết Nguyên đán Quý Mão được Đà Nẵng đầu tư là khoảng 14,5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách. Ngoài ra Đà Nẵng còn một đường hoa dài khoảng 300 m với các tiểu cảnh nhà trồ, hàng hoa đào, hoa mai, nhân tạo tại đoạn vỉa hè trước công viên APEC, đầu tư từ nguồn xã hội hóa. Đây là địa điểm tham quan, lưu niệm, ưa thích của người dân và du khách tại thành phố Đà Nẵng dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vừa qua. Hiện Sở Dục và Đào tạo Thành phố Đà Nẵng đã có kế hoạch phân bổ cụm trang trí linh vật cho 8 trường. Trong đó, thì linh vật cao 2-3m trước tòa nhà Pháp Cổ trên đường Bạch Đằng sẽ chuyển đến lắp đặt tại trường mầm non Hòa Phong 2. Linh vật cao 2m ở phía tây cầu Rồng tặng cho trường mầm non Hòa Phước, vân vân. Thưa quý vị, một nghệ sĩ người Nigeria đã sử dụng trí tuệ nhân tạo để có thể tạo ra hình ảnh người già châu Phi, những người mà theo anh thường bị gạt ra ngoài lệ xã hội. Không ngồi ủ rũ trên ghế hay chống gậy đi lại khó khăn trong nhà, anh đã tạo ra những hình ảnh tươi sáng của tuổi già. Những người đàn ông và phụ nữ với mái tóc trắng xài bước trên sàn catwalk trong bộ thời trang mới nhất. Nhưng đây không phải là cuộc sống thực. Những hình ảnh siêu thực này được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo bởi nghệ sĩ người Nigeria. Anh Malik Afbu bắt đầu công việc này sau khi mẹ anh bị ốm. Anh chia sẻ, mình làm điều đó vì muốn được nhìn thấy người cao tuổi trong một không gian khác, không phải một nơi buồn bã hay trong trạng thái u uất. Ngoài sàn khát quắc, những người già do Afepur tạo ra còn xuất hiện trong nhiều bối cảnh khác nhau như là phòng tập gym hay là trên bãi biển, nơi mà anh tìm cách thể hiện những khía cạnh tươi sáng hơn của tuổi già. Những hình ảnh của Afropur được yêu thích và chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội. Với phụ nữ thì giữ gìn sắc đẹp là một trong những yếu tố được đặt lên hàng đầu trong cuộc sống hàng ngày. Mà để có được điều đó thì họ sẵn sàng chi rất nhiều tiền cho các phương pháp làm đẹp mới lạ. Mới đây, các thẩm mỹ viện của Siri đã giới thiệu một phương pháp chăm sóc da mặt độc đáo, đó là cho ốc sen bò trên mặt để có thể trị liệu và chăm sóc da cho phụ nữ. Những chú ốc được anh Al Hafa, người Syri và chị gái nuôi dưỡng theo chế độ đặc biệt, rồi cho các thẩm mỹ viện thuê lại để sử dụng. Loại ốc sen được sử dụng là ốc bạch tạng, tức là loài ốc có khả năng tiết ra chất nhờn, được cho là có thể nuôi dưỡng làn da. Một phiên trị liệu bằng ốc sen dài 30 phút hiện có giá tương đương khoảng 1,6 triệu Việt Nam đồng, số tiền không nhỏ đối với nhiều người dân Syri. Tuy nhiên, liệu pháp này vẫn đang thu hút ngày càng nhiều người tới để trải nghiệm thực tế cũng có những cuộc tranh luận về tác dụng chống lão hóa của chất nhảy ốc sen khi một số chuyên gia cho rằng rất khó để quản lý nồng độ nhất quán của các chất dinh dưỡng trong chất nhảy của ốc sen ốc sen là loài động vật thân mềm có rất nhiều ấu trùng sống ký sinh nên có thể khi đắp lên mặt có thể sẽ bị ảnh hưởng xấu